Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Vì con gái cưng, bà Nga quỳ lại cầu xin bà Dung tha thứ. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Đánh cắp số phận. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Sau khi biết Mỹ Anh dối trá, giả bầu, Hải Đăng sau đó trút hết cơn thịnh nộ của mình lên Mỹ Anh. Anh tuyên bố với Mỹ Anh rằng kể từ đây, anh và cô xem như người dưng. Mối quan hệ giữa Hải Đăng và Mỹ Anh sẽ chấm dứt. Lần này thì anh nhất quyết sẽ ly hôn với Mỹ Anh và sẽ không nghe Mỹ Anh giải thích bất kỳ lý do gì nữa. Thấy chồng của mình có vẻ không thể kiềm chế được, Mỹ Anh quỳ gối và cầu xin chồng của mình có thể tha thứ. Cô ta lấy tính mạng của mình ra thề nếu lần này mà cô ta không thể sửa đổi nữa thì cứ cho cô ta chết không toàn thây cũng được. Nhưng Hải Đăng đã quá quen với những lời nói dối này. Anh nói với Mỹ Anh rằng, ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà. Tôi không còn gì để nói với cô. Đây cũng không phải nguyên nhân do lần này, mà là cả một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Quá đau buồn và hoảng loạn, Mỹ Anh ôm mặt khóc, chạy thẳng về nhà bà Nga. Về nhà, cô khóc với bà Nga và nói đã bị chồng đuổi và đòi ly hôn. Chỉ vì quá sợ mất chồng, không được gia đình chồng cưng chiều, mà cô đã giấu chuyện sảy thai và xảy ra cứ sự như hôm nay. Hai mẹ con đau lòng, vừa nói, vừa khóc, chẳng biết phải làm gì. Mỹ Anh cầu xin, mẹ ơi, mẹ giúp con, cứu với, con là con ruột của mẹ mà, đây là lúc mẹ phải cứu con. Bà Nga vừa khóc vừa bất lực nói, mẹ giờ phải biết làm sao đây con gái ơi, khổ quá. Minh Anh đứng ở một góc quan sát, cô cũng đau buồn vì thấy em gái xảy ra cớ sự này. Nhưng cũng không còn cách nào khác để giúp đỡ, những gì mà đứa em phải gặp hôm nay đều là kết quả của sự độc ác, gian xảo mà nó gây nên. Thấy con vừa mất em bé, lại bị chồng hất hủi, bà Nga vô cùng lo lắng, thế là bà bất chấp sĩ diện, hứa với con gái sẽ sang nhà để nói chuyện với bà Dung. Sau đó người mẹ khổ tâm của Mỹ Anh đã đến tận nhà để xin lỗi bà Dung. Bà Nga không ngờ là, con gái của mình lại có thể bày ra cái chuyện tài đình như vậy. Nhưng chung quy lại thì mọi sai lầm này đều bắt nguồn từ bà ấy. Bởi vì bà ấy dạy dỗ con cái của mình không tốt, cưng chiều con ruột từ bé, nên mới sinh ra cái tính nết như ngày hôm nay. Việc dối trá của con bà khiến cho gia đình Hải Đăng phải thất vọng và tức giận đến như vậy. Bà Nga cầu xin gia đình của Hải Đăng có thể tha thứ cho lỗi lầm của con gái mình. Dù sao thì cũng con dại, cái mang. Bà Nga sẽ là người đứng ra chịu hết toàn bộ mọi lỗi lầm. Chỉ mong gia đình của Hải Đăng có thể cho Mỹ Anh thêm một cơ hội nữa để cô ấy sửa lỗi. Đứa bé thì dù sao cũng đã mất, nhưng tương lai sẽ còn những đứa con khác. Nếu ly hôn Hải Đăng, bà Nga sợ Mỹ Anh sẽ không chịu nổi cú sốc mà sinh ra trầm cảm, làm ra những điều dại dột. Bà Nga nói với bà Dung dù sao họ đều là những người mẹ. Họ đều biết cảm giác mất đi một đứa là kinh khủng như thế nào, càng biết được sự thất vọng của người chồng. Nên bà Nga cầu xin bà Dung hãy nghĩ đến tình mẫu tử, mà bỏ qua cho lỗi lầm của Mỹ Anh. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ vì muốn giữ Hải Đăng nên mới có suy nghĩ dại dột như vậy. Trước lời cầu xin tha thiết của bà Nga, cuối cùng thì bà Dung cũng chịu bỏ qua cho Mỹ Anh. Nhưng quan trọng là Hải Đăng từ lâu đã muốn ly hôn, không phải bởi vì cái thai mà chính là vì họ không có hôn nhân hạnh phúc. Bà Dung cũng không muốn can thiệp vào chuyện của vợ chồng con trai. Bà chỉ mong con dâu qua chuyện này sẽ ăn năn hối cải. Hy vọng là Mỹ Anh có thể cho Hải Đăng thấy được sự thay đổi của mình. Có như vậy thì mới mong cứu vớt được cuộc hôn nhân này. Bà Nga hứa với bà Dung lần này sẽ dạy dỗ con gái cẩn thận. Tạm thời Mỹ Anh sẽ ở bên nhà để bà chăm sóc. Liệu mọi chuyện sẽ ổn với Mỹ Anh? Trong thời gian ở nhà bà Nga điều gì tiếp tục xảy ra? Tất cả sẽ có trong những diễn biến tiếp theo của bộ phim Đánh cắp số phận. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.